Rồi, cái xin chào các bác. Thì hôm nay em có một cái hộp khá là to và nặng này. Cũng không biết bác ấy đóng những cái gì trong này mà rất là nặng luôn. Khá là nặng. Không giống như một cái điện thoại bình thường. Thì em nghĩ là cái con này, cái con điện thoại mà em sắp mở hộp đây, nó là cái con điện thoại mà em nghĩ là hầu hết những ai đã từng dùng LG, từng phải gọi là từng là fan của LG ấy, thì đều biết con này. Con này nó rất là nổi tiếng luôn ấy. Và em nghĩ là không biết các bác thế nào chứ em đã từng sở hữu đến đến 4 hay 5 con này rồi. 4 hay 5 con luôn ấy. Cứ dùng chán đi bán đi xong lại lại mua lại, xong rồi có khi bị mất xong lại mua lại. Đấy thì hình như có cả hộp các bạn. Đây, rất là to đây. Đây, phải mở từ từ vì con này nó là hàng hàng rất là cổ rồi. Phải hết sức nâng niu đó như một cụ già ấy. Đây à, đây à. Đây. Ok, rất là chắc chắn luôn các bạn, bọc qua bao lớp luôn. Đây đây, ok các bác, ra rồi. Em bỏ cái mớ túi bóng này ra chỗ khác đó nhé. Ôi, bụi quá. Bụi hết cái này luôn. À, thì đây các bác. Đây là con G2. G2 nha các bác. Đó. Còn nguyên hộp luôn. Đây. Made in Korea đàng hoàng nhé. Đây, mã đây. Các mã của nó đây, 82802 này, email này, CD này. Đấy, bản màu trắng này. G2 này. G2 này. Đây là cái thông số của nó đây. Hồi xưa mà có con này mà mở hộp như thế này thì quá là tuyệt vời luôn. Hồi đấy có đỉnh của chóp luôn rồi. Đó, các loại hồi đấy nó những cái thông số này phải gọi là đỉnh của chóp luôn. Bây giờ thì không không đáng giá trị gì nhưng mà hồi xưa nó kinh khủng lắm. Đấy. Đấy. Ồ. Quá đẹp luôn. Đây có một cái gì đó đây, không biết. Rồi, sẽ làm ở đây, mở đây ra. Đây các bác, trời ơi. Còn nguyên siêu nhá. Nguyên siêu này. Thứ nhất là siêu viền này. Ồ, cái này cứ để đây từ từ đã. Em sẽ cho con cụ già này nằm trên con đời cháu chắt của nó này, V60. Đời quá cháu chắt luôn. Đây là cái miếng lót thôi. Rồi, không có gì cả. Thì đây là một cái túi sách thôi. Đấy, cái túi sách của LG hồi xưa họ làm cũng nguy hiểm phết. Rồi, đây là cái cục sạc của LG cái thời đấy. Đây các bác, thông số của nó đây. Em cũng chưa bóc làm gì. Đấy, thời đấy cục sạc nó hai kiểu kiểu như này này, nó bọc cái túi bóng quanh cái cục sạc như này này. Đấy, ông nào mà dùng LG là thừa biết nó hay bọc quanh đây này. Có ông thì dùng 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 cái củ này không bao giờ phải bóc cái túi bóng này ra luôn ấy, kiểu như để bảo vệ luôn ấy, đến khi mà bán thì vẫn còn túi bóng này. Đấy, rất là tuyệt vời. Nhưng củ này thời đấy thì hơi nhẹ thôi nhưng mà củ ngon chính hãng. Đấy, đây là cái cáp sạc của nó này. Thì cái cáp sạc này ấy, nó là cái cáp micro USB thôi nhé, có nghĩa là cổng B thôi. Đấy, chưa bóc luôn, dây khá là cứng. Đấy. Đây. Để xem có gì không nhỉ. À, cái gì đây? À, đây sổ cái này nó mới đặc biệt chứ các bác. Đây. Đây là một cái khay sim. Khay sim có chữ G luôn nha các bác. Đấy, hồi xưa mà ông nào mà không bóc hộp thì không biết có khay sim này đâu. Quá kinh khủng luôn. Đấy. Bỏ đây mất. À, bỏ đây nào. Đây, đây là một cái tai nghe. Cái tai nghe Quadbit 2. Đấy, rất là đỉnh đám luôn. Cái này biết mở được không? Thôi, cái này cũng mà nó còn nguyên siêu các bác, còn nguyên siêu nhé, còn nguyên siêu nhé, em không muốn mở ra đâu, tại vì cái này là hàng của em mượn thôi, hàng của em mượn thôi, và bác đang mua ấy thì em sẽ trực tiếp bán cái này cho các bác nhé, giá cả thì các bác inbox em,
Tại vì cái này là hàng 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 mượn, xong là ai mua thì bán mà. Đấy, thì cái Quackbit 2 này này, nó hồi thời đấy, cái thời điểm nó ra mắt ấy, cái tai nghe cũng là một trong cái tai nghe mà nghe nhạc khá là ổn. Nếu mà kể ra những cái tai nghe mà đi kèm thang máy thời đấy thì con này không phải dạng vừa đâu, rất là ngon luôn. Đấy, nhưng mà bây giờ thời điểm bây giờ thì nó bình thường thôi. Đó, hết rồi các bạn. Cái gì đây? À, mấy cái vớ vẩn, không có gì cả. Rồi, ok, khá là tinh tế, một cái hộp khá là tinh tế các bạn. Rồi, thì quay trở lại với cái điện thoại của chúng ta. Đây các bạn, trời ơi, trắng như ngọc trinh, phải hơn ngọc trinh luôn. Thì đây, em sẽ cái này thì sẽ phải khui cái viền ra thôi để xem là à, mà không khui được các bạn, không phải, không không nên khui các bạn, tại vì khui ra thì nó sẽ bị hơi bên khui ra ấy, khi mà em khui ra ấy, em dùng ấy, thì khi mà lắp vào ấy nó sẽ bị kiểu như bong bóng ấy, tại vì đây nó như một cái miếng dán màn hình ấy, nó như là một miếng dán màn hình luôn nha các bác. Bóc thế nào nhỉ? Chờ thấy các bác để em kiếm gì bóc. Đây là bóc chỗ này này. Đấy, nó như là một miếng dán màn hình như các bác, chứ không phải là một miếng siêu bình thường đâu, nó khá là dày. Em bóc hết sức cẩn thận nhé. Em bóc hết sức cẩn thận và tí nữa sẽ dán lại bên này, thì chắc chắn là khi mà em dán lại bên này thì nó sẽ không ngon được như lúc đầu đâu. Cho nên các bác nào mà mua cái này, mua con này ấy, thì hết sức thông cảm nhé. Ok, rồi bố rồi. Ok các bác, thì đây chưa một vết xước nào cả, đây gọi là mới tinh đây, nó coi như con này là mới 100% luôn, chưa xước một tí nào cả. Cái phần này cũng không cần bóc ra đâu, tại vì cái này thì bóc ra được các bạn, em sẽ bóc hết ra, bóc hết ra và tí nữa dán lại cho các bác, cái gì cái này nó không không bị bong bóng. Đấy, bóc ra để khoe cho các bác, chủ yếu con này là để khoe cái vẻ đẹp của nó thôi, chứ còn chức năng cái thứ thì các bác cũng tự hiểu rồi. Cái này còn nguyên nguyên cái seal của cái camera nhé, nguyên seal camera chưa bóc ra luôn. Đây này, đấy, cũng bóc ra luôn, tí nữa dán lại được, không sao cả, bỏ đây hết sức cẩn thận. Rồi, còn cái mấy cái siêu viền này thì thôi, không cần phải bóc đâu. Đấy, mấy cái siêu viền này bóc cũng được. Xem nào, bóc được không nhỉ? À, bóc được các bạn, tí nữa dán lại được. Cái này thì em dán lại được, nó hơi xấu tí thôi nhưng mà dán lại được. Ok, để cho các bác chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp toàn bộ của nó như thế nào. Đấy, thì cái con G2 này em nhớ không nhầm thì đó là cái con mà nó dùng cái nút tăng giảm âm lượng với nút nguồn ấy, ở sau cái mặt lưng này. Đấy, thời đấy thì em nhớ hồi đấy anh em tranh luận nhau rất nhiều vấn đề về việc mà để cái nút nguồn với tăng giảm âm lượng ở sau này thì nó sẽ khó dùng ấy. Đấy, nhiều ông bảo chứ không, rất khó dùng, nhưng mà đến đến khi mà LG làm ấy thì tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời luôn. Ngay bản thân em đang dùng những con LG hiện tại bây giờ vẫn còn rất là thích những cái nút mà LG làm ở sau mặt lưng này, vì nó rất là vừa ngón tay của mình, kể cả các bác dùng tay trái này, tay trái hay tay phải để em nhấn nguồn lên luôn. Ồ, hết pin à? Hết pin. Chắc là để lâu hết pin rồi. Thì để em lấy cái cục sạc em sạc. Đấy, thì kể cả các bác dùng tay trái hay tay phải thì các bác cũng nó cũng rất vừa cái việc mà các bác dùng ngón trỏ nó ngay đây luôn. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và một điều nữa là thời đấy LG vẫn còn làm cái cổng hồng ngoại ở đây này. Đấy, cổng ngoại đây rất là tuyệt vời luôn nha các bác. Các bác đến bây giờ các bác dùng LG các bác không không hiểu được cái sự tuyệt vời của nó đâu. Tại vì đến thời điểm bây giờ anh em nhiều anh em vẫn hoài niệm về việc mà LG bỏ cái cổng sạc, à quên, bỏ cái cổng hồng ngoại này. Tại vì cái này này nó rất tiện, là ví dụ như các bác muốn điều khiển cái thiết bị gia đình như kiểu là máy lạnh rồi tivi, nhất là tivi nhé, thì nó rất là dễ dàng luôn. Và muốn cho nông nào ở đâu đấy tự dùng cái điện thoại mình tự nhiên tự bật tắt được tivi nhà hàng xóm được nha các bác, rất là tuyệt vời luôn. Hồi đấy em toàn dùng cái này bật tắt cái tivi ở quán cơm rồi quán bia ấy, quán nhậu ấy, hay phết, nhiều khi nhiều vợ công mà không biết tại sao nó bị tắt. Đấy, và đây một điều rất là đặc biệt nữa, rất là hay nữa nữa các bác nhé, đây là cái việc mà con G2 ấy, nó dùng cái khe sim bằng kim loại nhé, bằng kim loại đàng hoàng nhé các bác này. Đấy, bằng kim loại luôn nha.
bằng kim loại, nhưng mà mỗi tội là không có cái số series hay là số gì ở trên này cả, trống trơn luôn, không có số gì hết. Đấy, bằng kim loại luôn nhá, tuyệt vời luôn. Không như bây giờ là toàn dùng cái nhựa dễ gãy, dễ hỏng. Đấy. Và là nguyên khối nữa các bác nhé, nguyên khối nhé, không phải là đùa đâu. Thời điểm đấy nguyên khối là kinh khủng rồi. Đến cái thời con GV2 các thứ thì nó vẫn còn là bóc được nắp lưng mà, nhưng mà cái con G2 này là nguyên khối luôn nha các bác, sướng lắm, dùng nhỏ gọn cực kỳ, nó cầm rất là sướng tay luôn. Bây giờ cầm, nếu như mà thật sự là có điều kiện hoặc là đam mê ấy, anh em nào dùng vẫn dùng cái con, muốn dùng cái con G2 này, yêu nó, yêu vẻ đẹp của nó thì vẫn dùng được nha các bác. Để em cắm cái cục sạc đấy để xem nó có lên không. Tại vì chắc con này là bác ấy để lâu quá rồi nó sẽ bị hết nguồn, hết pin. Đấy, sạc rồi này. Đấy. Đấy, và một điều nữa là thời đấy ấy, là còn cái đèn thông báo nhá, đèn thông báo trạng thái ở đây này. Đèn thông báo trạng thái này, đấy đang nháy nháy đỏ đỏ này. Các bác nhìn thấy không? Ôi mưa rồi. Ở ngoài mưa các bạn. Đấy. Mưa. Đấy, đấy, cho nên em sẽ khoe các bác tiếp, tí nữa sẽ khoe các bác tiếp nhé. Tại vì ngoài trời đang mưa và em sẽ dành một chút thời gian để mà cho con này nó sạc. Tí nữa sẽ nói chuyện với các bác tiếp. Rồi các bác, thì em cũng đã sạc nó một lúc rồi đây. Đấy, thì bây giờ nó là cái tầm khoảng được, cũng chưa biết bao nhiêu trăm, chắc phải được khoảng 20% rồi. Nhưng mà các bác có thể thấy này, đây là cái màn hình mà cái mình chờ ấy, mà anh em rất là thân quen đúng không? Cái màn hình này em nhớ là cái thời điểm nó ra mắt ấy, nó gần như tràn ngập trên 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 các phương tiện thông tin đại chúng ấy, kể cả Panasonic cái thứ đầy luôn. Đấy, có tuyệt vời lắm. Hình một cái bàn tay chạm vào gương hoa này. Đấy. Con nó cũng kiểu như kiểu là thời đấy nó biểu biểu trưng cho việc mà LG làm cái tính năng mà nhấn đúp hai màn hình này, nhấn đúp hai lần vào màn hình để mở mở hoặc tắt máy này này. Đấy. Ôi gì đây? Đấy. Thì nó em nghĩ là thời đấy tượng trưng như thế. Thì cái con máy này em lấy ở chỗ cái bác này này. Đây, nhân tiện là khoe luôn đây. Thì lấy ở chỗ cái người này này, tên là Hương này. Đấy. Thì thực ra là cái tên là Hương này là cái tên cái ác kiểu như là ác phụ thôi, còn cái ác chính của người này nó là Phạm Tuyên này này. Đấy, em nhớ không nhầm là như thế. Đấy, thì cái bạn này cho mình mượn, thì nếu mà anh em nào ấy mà có nhu cầu về con G2 này, hoặc là liên lạc với bạn này hoặc liên lạc với mình cũng được. Tại vì thực sự là cái con G2 này ấy, không phải là ai cũng 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 có thể là mua được ấy, tại vì không phải là ai cũng mua được, mà ý là bây giờ nó không không phải là như kiểu là một cái điện thoại mà dễ dàng để mua được nữa. Thứ nhất là nó rất là mới và nó hiếm ấy, ít hàng, và bây giờ giá nó không rẻ nữa. Đấy, em nhớ nhớ con này như là bác ấy đang bán phải tầm 2 triệu thì phải. Đấy, hồi xưa cái thời điểm mà em mua con này, thời đấy là mua cũ nhá, mua cũ rồi, nó ra đời lâu phết rồi, phải tầm năm rồi, thì mua nó đã tầm khoảng 4 triệu đến 4 triệu rưỡi rồi. Thời đấy em nhớ cái thời điểm mua mấy con ấy, em cứ làm mất xong rồi lại phải mua lại ấy. Thì thời điểm đấy nó đang tầm tầm giá đấy, nhưng mà thời điểm này thì để mà bỏ ra một cái số tiền tầm 2 triệu để mua con này thì đúng là thực sự là anh em phải đam mê thì mới mua thôi, chứ không phải là ai cũng sẵn sàng bỏ ra một số tiền như thế để mà mua một con điện thoại mà bây giờ chắc là mua về chỉ để nghe gọi thôi. Thật sự con này bị về cũng chỉ để nghe gọi thôi, chứ chả làm được gì cả. Làm cái gì nó cũng rất là chậm rồi, và nó nhiều khi là nó pin nó yếu rồi, nó máy ấy. Đấy. Nhưng mà nghe gọi thì quá ổn luôn, quá đẹp luôn, quá đỉnh cao. Bây giờ cầm con này lên mà nghe gọi thì nhiều anh em không biết đến là con gì luôn, quá đẹp. Đấy, và một cái màn hình chạm hai lần vào màn hình để mở máy, quá tuyệt vời luôn. Đó. Thì con này không biết là nó đang chạy Android mấy, em nghĩ là chắc Android 5 hoặc Android 6 gì đó, 7 là cùng thôi. Đây. Xem là chung phần mềm. Đây. Ủa, các bạn nhìn thấy không? Nó mới chỉ đang chạy cái phiên bản Android 4.2.2 thôi. Quá là cổ rồi. Thậm chí cái bên phiên bản này
Có khi là nhiều ứng dụng nó không không hỗ trợ cái phiên bản Android thấp như này nữa, cho nên là em nghĩ nó cũng chỉ để nghe gọi thôi. Thì cái con G2 này thời đấy nó nổi tiếng nhất, thứ nhất là không phải là vì cái việc mà chạm hai lần vào màn hình, cái này thì nó chỉ là một tính năng thôi, nhưng mà cái thời đấy cái thiết kế của con G2 này nó phải nói là thời đấy nó là cái thiết kế viền ấy, hai viền hai bên này nó là mỏng nhất cái thời điểm đấy. Thực ra ấy thì là bảo là mỏng nhất thì em nghĩ là nó chưa đúng lắm cho lắm, bởi vì cái viền đen ở bên trong này đấy, các bác có thể nhìn kỹ này, nhìn kỹ cái viền đen ở bên trong này đấy, cái viền màu đen này đấy, nó có một cái viền màu đen bên trong nữa, nó cũng khá là dày. Tuy nhiên ấy, nếu mà để mà xét về tổng thể thì thời điểm đấy nó đã rất là mỏng rồi, và thậm chí bây giờ nó còn mỏng hơn con, nó còn mỏng hơn con V60 của em bây giờ nữa. Đây, để em cho các bác xem cái độ mỏng của nó xem thế nào. Đây, đây các bác nhìn thấy này, đấy các bác nhìn thấy không, quá là khác biệt luôn đấy. Em nếu mà tính ra bây giờ cái con V60 này, con V60 này nó phải dày gần như là gấp đôi, không nó phải gấp đôi thật các bạn, nó phải là gấp đôi, nó phải gấp đôi cái con G2 này đấy. Em cũng không hiểu tại sao, không hiểu tại sao LG lại có thể mà từ một cái con màn hình nó rất là mỏng, nó rất là sexy như này mà tự nhiên càng ngày nó càng dày lên được, không hiểu là mấy ông nghĩ kiểu gì nữa. Nó quá đẹp như này, thậm chí bây giờ cái con này chỉ cần vẫn thiết kế như này, vẫn thiết kế như này, chỉ cần là làm cái công nghệ màn hình khác, hoặc thậm chí để màn hình như này được, chỉ cần thay con chip vào thì nó cũng đã rất là tuyệt vời rồi, không cần phải làm gì nhiều các bạn đấy. Cho nên là em cũng không hiểu là LG họ nghĩ gì đấy. Thì cái máy ảnh thời điểm đấy ấy, thì đương nhiên là nó cũng không phải là ghê gớm cho lắm, nó cũng ở mức bình thường thôi đấy. Cái thời con G2 này thì chưa 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 phải là đột phá gì về máy ảnh, nó chỉ là mức đủ dùng thôi đấy, chụp ấm nói chung là cũng được, không đến nỗi nào, nó cũng khá là nét đấy các bác, nó khá là nét. Nhưng tuy nhiên ấy thì chỉ đến thời cái con G4 ấy thì thực sự là cái camera của LG nó mới đột phá, và thời điểm đấy thì con G4 nó gần như là vô đối các bạn. Con G4 thì thời điểm nó ra mắt, và những con cùng với thời con G4 thì thời điểm đấy anh em đánh giá con G4 nó là vô đối, nó vượt 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 xa cái tầm tầm những con ở đấy. Đấy. Và đây có một cái ứng dụng gọi là cái Quick Mode này này. Đấy, xem nào. Đồng ý hết đi. Đồng ý sao đây? Chấp nhận. Đấy. Thì đấy, các bác có thể thấy này. Đây là cái tính năng mà rất là hữu ích khi mà anh em nghịch cái này. Đấy, các bác anh em có thể là điều khiển tivi này, rồi các đầu đĩa, đầu thanh các thứ linh tinh, cả máy lạnh nữa. Đấy, và hoàn hoàn ra các bác có thể là mod một cái như kiểu là các bác bị có một cái điều khiển sẵn rồi ấy, các bác muốn làm một cái điều khiển y chang như thế nữa thì các bác dùng cái tính năng này đấy, các bác hoàn toàn có thể là tùy biến theo cái ý thích của các bác nhé. Các bác di chuyển những cái viên phím trên này này, đấy, lên đây này đấy, các bác có thể là hoàn toàn có thể là lưu đấy các thứ này, tăng giảm rồi rồi chơi nhạc cái đấy, hoàn toàn có thể tùy biến được cho theo ý của các bác đấy. Nó rất là vui luôn, rất là hay luôn, không hiểu sao cái tính năng này nó rất là hữu ích như thế mà đến thời điểm này thì LG lại bỏ đi, không không dùng cái tính năng này nữa. Thậm chí tính năng này nó, tại vì bây giờ các thiết bị trong gia đình mình cũng rất là nhiều mà toàn là dùng cái điều khiển từ xa ấy. Em nghĩ là các hãng cũng nên lên làm lại cái tính năng này, có cái cổng hồng ngoại này. Em nhớ là mấy hãng của tàu ấy, người ta cũng đã chú ý đến cái này, người ta đã làm cái cổng hồng ngoại này rồi. Còn LG thì càng ngày càng bỏ đi. Không biết là họ chắc họ thấy không 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 có ích hay sao ấy. Đấy. Thì thực sự là cái con này cũng không cần phải trải nghiệm nhiều cho các bác, tại vì không phải khoe các bác về phần mềm hay là cái gì cả, hay là màn hình nó đẹp như thế nào. Thực sự là nó đã đến thời điểm bây giờ nhé. Cái màn hình cái thời điểm này nó vẫn rất là đẹp rồi. Nó so với con V60 của em ở đây, nó cũng em thật sự là em cũng chả thấy nó thua kém gì đâu. Đấy là đối với một mắt con người bình thường thì nó đã rất là đẹp rồi. Thì quan trọng chỉ là cái ngoại hình của con này thôi. Đấy, thì các bác có thể thấy đây là cái cạnh dưới này.
Đấy, con này thì chỉ có một loa thôi nhá. À, đây nó làm hai loa như này nhưng mà thực ra là không phải, một bên là mic, một bên là loa nhé. Nhưng mà họ làm cho nó cân đối thôi. Thì nó chỉ có một loa ở phía nào em không nhớ nhầm thì nó ở phía này này. Đấy. Và vẫn là cổng B. Cổng B thì nó hơi cổ rồi. Còn đây vẫn có jack 3.5 đây. Đấy, 3.5. Đấy. Có một cái đường viền mạ kim loại màu bạc. Nó vòng vòng quanh máy như này. Đấy, vòng quanh máy như này. Đấy, vòng quanh máy luôn. Đấy và ở bên cạnh trên thì đây các bạn nhìn thấy này. Nó có một lỗ mic và một cái lỗ hồng ngoại. Nhưng có một điều đặc biệt là con này không biết nó hình như là bản gì đây. Không phải là bản Hàn cho các bạn. Con này nếu mà để xem nào. Xem nó chính xác là bản gì. Giới thiệu điện thoại G2 802. Thì con này em nhớ không không nhập thì nó không phải là bản Hàn nhé. Tại vì nếu như mà là bản Hàn ấy thì nó sẽ có một cái anten ở đây này. Nó sẽ có một cái anten anh em rút ra và bắt được cái kiểu như là xem truyền hình ở bên bên Hàn ấy. Nhưng mà em nhớ không nhầm ấy, thì đây là một cái con bản 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 đây không, tại vì lâu quá rồi tra cái mã này không biết nó là bản gì, chính xác là bản gì nhưng mà chỉ biết là made in Korea thôi, như 802 nhưng không phải bản Hàn. Và em nhớ không nhầm ấy thì là cái bản Hàn ấy, em nhớ không nhầm là bản Hàn là có thể là mở được cái đắp lưng ra, mở đắp lưng ra nhé, mở đắp lưng và ta thay được pin. Em nhớ không nhầm là như thế, tại vì hồi thời đấy em nhớ là em dùng con G2, em có mua một hai cục pin ấy, để mà em thay thế nó ấy. Đấy là cái không nhớ chính xác đó là con G2 Pro thì không biết, nhưng mà em không nhầm thì nó như đó là vẫn là có cái bản để mà mở được cái lắp lưng này, nhưng cái bản này thì không mở được, cái bản này không có chỗ nào để mở cả. Đấy và cái nhược điểm lớn nhất của cái con G2 này ấy, mất rồi. Đấy, cái nhược điểm lớn nhất của con G2 này đó cũng chính là cái màn hình các bạn. Tại vì con G2 này cũng có thể là thời điểm đấy LG nghiên cứu cái công nghệ màn hình này nó mới hoặc gì đấy thì nó hay bị chết cái cảm ứng ấy. Hay bị một một là liệt, hai là bị chết luôn cái cảm ứng này. Thậm chí anh em đi liệt hoặc là chết, anh em đi thay cái cảm ứng khác thì sau một thời gian có thể lại bị nữa. Đấy thì cũng hiểu tại sao nhé. Và cái thời điểm đấy ấy, là ví dụ như chết cảm ứng ấy, ví dụ chết cảm ứng nhé, chết cảm ứng thì các bác chỉ cần thay ép kính lại thôi. Thời điểm đấy khi mà chết cảm ứng chỉ cần ép kính lại là có cảm ứng bình thường. Không như bây giờ nhé, không như bây giờ ví dụ như con V60 này. V60 này giờ mà bị chết cảm ứng ấy, là các bác phải thay cả bộ màn, không thể là ép kính mà nó cảm ứng nó bình thường được nhé. Đấy cho nên là hồi xưa ấy cái phần cảm ứng ấy, là nó ăn với cái kính ở trên, nó ăn với cái kính ở trên ở phía trên này này. Còn thời điểm hiện tại bây giờ ví dụ con V60 từ con V30 trở đi ấy, thì là cái kính ấy, cái phần cảm ứng nó lại ăn với cái nền màn hình ở dưới, cho nên là nếu mà chết cảm ứng thì bây giờ là anh em phải thay cả bộ màn hình, chứ không như thời trước là ví dụ như chết cảm ứng hoặc là loạn cảm ứng các bác chỉ cần ép kính là được đấy nha các bác nhớ nhé. Nhiều khi các bác cũng có hỏi em là máy bị loạn bị hỏng cảm ứng ấy, thì ép kính có hết không ấy, thì nó còn tùy thuộc vào máy nữa nha các bác. Thời điểm trước thì ok nhưng mà thời điểm này thì phải thay cả bộ màn các bạn đấy. Thì thực sự là cái con này cũng khoe cho các bác biết rồi thôi. Cho các bác lúc nào mà biết đến LG hay không, hay là mới biết LG để hoài niệm lại một chút thôi. Tại vì anh em mình LG bây giờ cũng không còn điện thoại mới để mà trải nghiệm nữa, cũng đa số là chỉ là trải nghiệm lại những cái con điện thoại mà nó độc lạ, nó gắn với kỷ niệm của anh em mình ấy. Đấy, cho nên là nó chỉ là mang tính chất khoe hàng tí thôi. Đấy và anh em nào mà muốn mua con này thì cứ liên lạc với em hoặc liên lạc với cái Facebook mà lúc nãy em nói ấy, thì giá nó cũng không phải rẻ nữa đâu, nhưng mà nếu mà anh em là thực sự đam mê và có điều kiện thì mua lại nó vẫn là, nó có một cái ký ức, nó có một cái kỷ niệm rất là hay và nó có cả hộp nữa, đầy đủ hộp luôn, rất là đẹp đấy. Và kể cả các bác bây giờ có cầm con này ra để nghe gọi thì nó cũng rất là một cái điều đó, rất là sướng các bạn. Rồi ok thì khoe các bác thế thôi.
Tại vì về phần trải nghiệm nó thì chả có gì đâu để mà trải nghiệm cả, chỉ là mình hoài niệm cái thiết kế của nó thôi. Rồi, ok, chào các bác.